Đoàn công tác của Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân huyện do đồng chí Lương Văn Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, vừa thực hiện chương trình khảo sát các nội dung phục vụ hoạt động giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tại hai xã Điểm Mặc và Bình Thành. Tại xã Điểm Mặc, cử tri có ý kiến phản ánh về việc huyện thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 10 hộ dân, trong đó có 9 hộ ở xóm Song Thái và 1 hộ ở xóm Bản Giáo, nhưng các hộ không biết lý do. Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện có trả lời về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 10 hộ dân này là do những giấy chứng nhận được cấp sai với quy trình, đặc biệt là chưa nộp tiền sử dụng đất theo đúng quy định. Tại xã Bình Thành, đoàn đã khảo sát các nội dung liên quan đến việc quản lý mốc lộ giới, công tác bảo trì đường bộ, xử lý hành vi vi phạm hành lang đường bộ trên địa bàn xã. Theo đó, xã đã được bàn giao 172 cọc mốc lộ giới trên đoạn đường từ xã Bình Thành đi Phú Đình. Thực hiện công tác bảo trì đường bộ hàng năm, xã đã giao khoán 10,7 km với tổng kinh phí thực hiện là 37 triệu đồng, được giao cho tổ đội của Ban Chỉ huy Quân sự xã thực hiện. Trong tháng 9 năm 2021, xã đã kiểm tra, nhắc nhở và ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông với 18 hộ. Với các ý kiến kiến nghị của cử tri xóm Cây Thị, đề nghị nâng cấp, bổ sung cầu tiêu, biển báo từ đường thôn Chiến sĩ đi Phú Đình, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện rà soát, thực hiện hoàn thành bổ sung biển báo cọc tiêu vào tháng 12 năm 2020. Qua đó, cử tri đã hoàn toàn nhất trí với việc trả lời ý kiến của Ủy ban Nhân dân huyện. Tại buổi làm việc với hai xã, đoàn công tác đã trao đổi và làm rõ các nội dung liên quan đến các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đoàn cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Điệp Mặc và các cơ quan chuyên môn cùng rà soát lại quy hoạch chi tiết cụm xã, yêu cầu xác định lại việc hủy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đúng với quy định không. Còn với xã Bình Thành, cần tiếp tục thực hiện việc nghiệm thu bảo trì đường bộ theo các quý, theo đúng quy định, tăng cường nhắc nhở, xử phạt các hành vi vi phạm hành lang giao thông đường bộ.